Hello, xin chào các bạn nha. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hàn điện. Nếu các bạn muốn học cái nghề hàn điện này thì có một cách cẩn thận một chút và luôn luôn có trách nhiệm, tại vì cái ngành nghề điện này thì nó hơi nguy hiểm một chút. Nhưng nếu mà bình thường ra thì không biết thì nó nguy hiểm, còn lúc mình đã biết rồi thì cảm thấy nó rất dễ. Đây là các bạn muốn học một cái ngành nghề gì cũng vậy, các bạn phải xác định mình có đam mê với nghề không, mình theo nghề. Cái nghề gì bây giờ cũng vậy thôi, các bạn biết rồi, ra thị trường cái gì vậy, mình làm ăn một cái công việc gì cũng vậy. Cứ một cái công việc gì cũng thế thôi, cái nghề gì phải cứ giỏi là có tiền, cứ giỏi là thành thầy, mà cứ giỏi là thành chủ. Nên là bây giờ mình cũng hướng dẫn mấy các bạn thích học cái nghề hàn này, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn học mấy cái hàn là hàn ống, ống mỏng, cách các bạn đang chuẩn bị bước vào hàn. Bây giờ trước mắt khô hàn thì nó có máy hàn, kìm hàn, dây điện các bạn cắm xong, khoe hàn. Và hàn thì thường thường bây giờ thì lúc mình học thì mình cái nào cũng được, rồi đến mỗi một cơ sở, mỗi một nơi là mình tính nhà có máy tự học và công việc của nhà mình. Các bạn làm theo cái sở thích hoặc là làm theo cái của mình, hoặc là theo các hướng dẫn của các chuyên gia hoặc là các nhà trường. Thì bây giờ trước mắt của mình là nó hôm nay nó có những cái công cụ như thế này để mình chỉ dẫn hướng dẫn các bạn. Mình sẽ bật cái hàn đây, mình sẽ bật điện đây, các bạn coi xem cái đồng hồ điện này chẳng hạn như là nó tầm khoảng bao nhiêu thì các bạn sẽ chấm thử. Bây giờ mình đang để là 135, 140 à. Mình hàn qua hàn nhỏ tùy theo mình chấm các vật liệu sắt thép, sắt V khác, sắt ống khác, sắt hộp khác, loại mỏng, loại D2, loại D4, loại D. Mình theo vào công việc của mình. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn mình về đây, cho nên là mình có mấy loại ống. Bây giờ trước mắt là mình muốn học để hàn đã, học cách để biết hàn đã, để sau này mình ấy. Bây giờ trước mắt hàn bây giờ các bạn học hàn thì các bạn phải có kiếm, khẩu trang kiếm thì kiếm hàn hoặc là mặt nạ hàn. Thường thường mấy bạn là mới bắt đầu vào hàn là nó khó hàn lắm, mà hàn nó không biết hàn, tại mình không biết mà, thì làm sao mà nó chấm vào nó dính, chấm qua hàn vào nó dính mà hàn thì không được. Cho nên hôm nay mình hướng dẫn các bạn là như thế này, mình đeo kiếm vào. Bây giờ mình mới chấm thử. Đó, các bạn thấy không, nó rất dính đúng không, dính cực kỳ. Nếu mà không biết thì nó dính, còn nếu biết rồi thì nó đơn giản thôi. Thì mới những cái bạn nào mà mới bắt đầu vào học hàn á, thì ai cũng thế thôi, các thầy hay là các nhà trường vậy, thì cho mình một cái vận dụng chẳng hạn như sắt thép, những cái ống sắt ống thép bỏ đi, những cây V bỏ đi để cho các bạn ngồi các bạn chấm. Thì các bạn chấm làm sao, bây giờ bắt đầu vào các bạn chấm như thế này. Bây giờ là mình ống sắt này là của mình, nó bỏ đi rồi đúng không, mình chấm để cho các bạn biết như thế này. Đó, các bạn chấm này. Đó, mấy bạn mới học hàn là sẽ chấm là nó rất khó khăn, nó chấm nó sẽ bị. Bây giờ các bạn làm sao các bạn, nếu mà nó đã bị rồi á, chẳng hạn bây giờ mình chấm cho nó bị này, cho nó dính với hàn đi, thì các bạn phải gại, gại cho nó hết cái hàn của nó ở đây đi. Các bạn gại sao cho nó dễ. Cái lúc khi que hàn mà mình thấy nó cháy đều rồi đúng không, chẳng hạn như này là nó. Bây giờ mình đã biết hàn rồi thì nó dễ, thì nó
nó lắm, nên mình giám nghiệm cho các bạn xem nó sẽ dính cửa hàng như thế này này. Đó, này nó sẽ dính cửa hàng này. Đó, nó sẽ dính. Nó sẽ dính cửa hàng, các bạn mới chấm là nó dính cửa hàng đó. Thế nên các bạn buộc các bạn chỉ gại cho nó hết cái đầu chỉ này, cho nó cái cửa hàng nó cháy cho nó hết cái thuốc của nó ra đó này. Đó. Cháy cái thuốc hàn ra. Rồi bắt đầu mình cho đủ điện đi ha. Mình hàn chống này cho các bạn coi nha. Chấm ăn đều không, các bạn thấy ăn đều không, ăn đều không đó. Các bạn hàn, các bạn ngồi là trong một cái tư thế cho nó đúng, chứ các bạn đừng có ngồi xít quá, ngồi xít quá thì khói hàn nó vào mắt, nó dễ bị đau mắt lắm, đúng không? Có em nhỏ vậy hay là gia đình vậy, các người nào thì mình đừng có cho mọi người gần những cái chỗ mình hàn, tức là cái tia của cái người hàn này nó mạnh lắm. Nếu mà các bạn làm cái nghề hàn này, các bạn mà không trang bị đầy đủ hoặc kiếm hoặc là mặt nạ thì các bạn chỉ làm một buổi sáng thì một là thứ nhất là các bạn thấy mắt của các bạn khô lắm, và thứ hai nữa là cái da mặt của các bạn, nếu mà các bạn ngồi gần quá mà không có cái mặt nạ hoặc là không có khẩu trang để che thì có khi một ngày thôi là các bạn đã bị lột da mặt rồi, da mặt của mình đã bắt đầu bị lột rồi. Trong khi đó nữa, kể cả cái khói hàn của nó độc cực kỳ. Nếu như các bạn ngày mới vào học hàn, điều gì cũng bị đau mắt rồi, rất dễ bị đau mắt, ít người là không bị đau mắt lắm, nó chỉ có một số, chẳng hạn 10 người thì có 1-2 người là không bị đau mắt, thường đa số 8 người học hàn là đau mắt. Nó chỉ có một phần nào đó thôi là không bị thôi. Nên là các bạn phải biết nó đau mắt là do một là cái tia hàn, hai là cái khói hàn. Mà đã đau mắt hàn thì các bạn biết rồi, nó khó chịu lắm. Bây giờ bình thường ban ngày có khi nó không đau đâu, nhưng mà tối về bắt đầu, đêm về bắt đầu nó mới đau. Mà riêng đau mắt hàn nó thì mình có ngủ không được. Nó giống như một người nào đó ném cái cát vào mặt đấy các bạn. Nó giống như một người ném cát vào mặt nên, là cái đấy là rất khó chịu. Mình cứ tưởng tượng như mắt bây giờ rồi hư rồi, nên là các bạn phải có kiên trì hoặc có yêu nghề, hoặc mình xác định làm một cái nghề đó, chẳng hạn như nhà mình nó thuận tiện công việc hay thuận tiện đường xá mình mở cửa sắt, hoặc với mình làm một cái nghề gì đó hoặc là công việc của gia đình, thì các bạn học hàn xong là các bạn phục vụ vào cái đó thì đương nhiên là các bạn có một cái đam mê. Nhiều người không có đam mê, có khi một ngày đi học xong hoặc là sáng đi học xong về cái đau mắt là thôi bỏ nghề. Đó, là bỏ nghề liền. Tại vì cái quê hàn này mà nó đau mắt là đau dữ dội lắm, nó đau giống như mọi ai nó cầm một nắm cát, nắm ớt ném vào mắt bạn. Nhưng mà riêng cái đau mắt hàn đó thì nó cũng lại không, nói mà không nguy hiểm thì cũng không phải. Cái gì nó không nguy hiểm của nó hết. Nhưng mà nếu mà mình biết thì nó đỡ hơn. Còn mình không biết thì mình cái nọ này kia của các bạn làm quá ra thì có thể nó trở thành mắt nó sẽ xảy ra cái nọ thế kia, đúng không? Nên là đôi khi các bạn học hàn là các bạn phải có một cái quyết tâm như vậy đó. Hôm ngày đầu đi học là một, có thể nhiều người thợ rồi đi làm vẫn bị đau mắt, làm có khi hàng tháng hàng năm rồi, hoặc là vào cái môi trường đó, hoặc là vào cái chỗ mình làm việc đó, cái không gian đó là có thể nó bị. Nên là mình phải làm cái nghề gì đó mình có một cái quyết tâm, hoặc là có một cái tránh né, hoặc là cái gì cũng vậy thôi, ai cũng vậy thôi, làm nghề gì cũng vậy, nó phải có nguy hiểm cả. Kiếm một đồng tiền của xã hội mà đâu phải dễ các bạn, đúng không? Và tiếp tục bây giờ là mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn học, các bạn hàn tiếp nha. Đó, các bạn thấy trước khi các bạn hàn đó, không biết hàn thì các bạn lấy một cái cục sắt ra, các bạn cứ ngồi các bạn hàn. Hàn khi nào mà cảm thấy được thì thôi. Cứ hàn chấm. Hàn chấm khi nào mà cảm thấy ok rồi, bắt đầu là mình đem những cái đồ dùng của mình vào. Mình cắt nhỏ ra từng mảnh một, cắt ra từng chút một. Bắt đầu mình cứ chấm. À, bây giờ mình chấm cái mối này cho các bạn coi nha. Đấy, các bạn lưu ý nha. Là các bạn làm sao mà
chấm để khi nào biết hàm rồi bắt đầu thấy làm như thế này là hàm mình tặng được rồi đúng không? Ngày hôm đó buổi sáng hôm đó là các bạn ngồi các bạn chấm đã thấy thấy ổn rồi thì các bạn bây giờ lại chuyển sang các bạn học chấm tiếp cái này, chấm tiếp cái này. Chấm cái vật dụng này á, thường thường các bạn chấm nó nhanh với tay nhưng cái ống của nó mỏng, ống dày thì không sao, hoặc là cái sắt dày không sao, cái sắt bê cái sắt đặc thì không sao, nhưng mà sắt ống thì thường thường ai bị nó mỏng lắm. Mỏng mà nó hay bị lủng. Cái mối này nó có ăn không, nó có được không, rồi mình chấm như nào cho đúng, mình chấm như nào cho đẹp. Các bạn nghĩ trong đầu bây giờ muốn chấm ở chỗ này, các bạn trước mắt các bạn nói chấm là chấm này nhanh tay đi nha, các bạn nhanh tay một chút nha, tại vì cái ống nó mỏng quá mà đúng không, mình mới học thì nó dễ, còn đến lúc mà người ta đã làm thành thợ rồi thì họ chấm kiểu gì nó cũng không có bao giờ nó đúng hết. Lúc mà người ta giỏi rồi, người ta thành thợ rồi, người ta chấm không có đúng. Mà những bạn mới bắt đầu học hàn đó, nó khó khăn lắm. Chấm kiểu gì chấm nó vẫn cả ngày, có khi chấm vẫn cứ bị lủng à. Đấy, cho nên mình lại có một cái kiên trì. Bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình dạy các bạn nha, chấm nha. Các bạn chấm vào cái chỗ này, chấm nhanh tay một chút này. Chấm cái các bạn bỏ đó, mình chấm cái mạnh tay cái nó lủng liền đúng không? Cái mạnh tay cái nó lủng liền. Cho nên là các bạn nói là chấm này. Đặt xuống cái này, chấm một cái các bạn lên luôn. Còn hai bạn này, hàm này, đó, hàm này nhất này, liên tục 1, 2, 3, hàm thế mình nghĩ trong đầu là mình chấm này, mình thôi, chấm, thôi, tức là mình nghe làm sao cái, bây giờ thì nói đúng ra các bạn mới học hàm thì cũng chưa thể nào mà nghe được cái độ của cái sắt nó cháy hoặc cái hàm, cái que hàm của mình nó kêu như nào. Đến lúc người ta đã thành thợ rồi thì người ta chấm cái que hàm, chứ người ta biết, có thể người ta chấm người ta nghe. Nó vừa đến đây là đủ ăn. Thấy không? Các bạn thấy dính thì các bạn phải nhớ là ký cái này cho mình nhé. Mấy bạn mới học hàm này. Mình nghe cái hàm có thể mình biết được là cái độ đấy nó ăn chưa hay chưa ăn. Ăn chưa hay chưa ăn đúng không? Đó, nó như vậy đó. Nên là các bạn tiếp tục vào cái chỗ mình chấm tiếp này. Các bạn chấm này, nghĩ chấm. Thì các bạn nhanh tay chút nha. Chấm lại. Chấm nha. Chấm này, nó vừa đủ cháy cho các bạn nhanh lên chứ. Chấm này, đấy là những cái bạn mới học hàm đúng không? Chấm này, đó, bạn chấm là sao đi? Cho làm sao cho nó ăn được thì thôi, trước mắt là mình chưa cần mới hàm đẹp. Tại vì mình mới hàm mà, mình mới hàm thì làm sao mà còn các thợ chuyên đi hàm được, chuyên làm nhà, chuyên bàn ghế. Tuy nhiên người ta đã làm kinh nghiệm rồi thì nó khác. Còn những người mà mới bắt đầu học hàm thì mình cảm thấy nó mới nhiều khó khăn, mà nó nhiều cái ấy lắm. Nhưng các bạn cố gắng làm sao mà xem được cái cách thức để các bạn hàm thế nào cũng đúng và thế nào nó không đúng. Nên là mới thì các bạn cứ cố gắng là làm như vậy ha. Bây giờ mình chấp tiếp cái này cho các bạn coi nha. Chấm các bạn thử trước, kiếm lấy một cái cây sắt bỏ đi đây này, cái cây sắt bỏ đi các bạn cứ chấm thử trước xong có được là cái mối hàm này không, cái hàm này nó có ăn được chưa, nó ăn đều không, rồi bắt đầu các bạn mới đưa vào cái vật dụng của mình chấm tiếp. Đó, chấm. Bây giờ các bạn mới học hàn thì các bạn chưa biết được, còn các bạn hàn khi nào các bạn thành thợ rồi, các bạn học 1-2 ngày nó giỏi, hoặc 1-2-3 tháng nó giỏi rồi thì các bạn với các bạn chỉ cần hàn xong một cái các bạn biết là cái mối nó ăn hay không ăn thôi,
nó rất dễ nhận biết. Một là nó tắt chậm, hai là nó tắt đều, ba là nó chỗ tắt chỗ không. Đó, thì từ cái đó mình sẽ phát hiện ra được. Nếu mấy bạn mới học hàn thì mình có thể mình hàn mới đầu tiên mình thấy nó tắt, mà nó tắt chậm, nó tắt đều hay là nó tắt phụt một cái, thì đương nhiên các bạn gõ ra cái này là nó chưa ăn, là cái này ăn chưa, thì cái đấy từ đó thì các bạn sẽ lấy được cái kinh nghiệm. Và nếu bây giờ các bạn cứ hàn không, hoặc là cứ thấy nó cháy không, các bạn không để ý đến những cái đó thì không bao giờ biết được. Mà mình đến lúc đấy mình phải giỏi thành thợ rồi, nên mới sao người ta đi học đến trường lớp hay là đến cái chỗ nào hay là như thế nào đó, những người thầy hay là những người mà người ta có kinh nghiệm rồi người ta dạy đấy, thì có thể mình tự nhiên mình sẽ phát hiện, mình sẽ tìm hiểu được luôn. Chứ có nhiều người họ không nói thì mình cũng không thể nào mà mình biết được. Mình chỉ có làm, sau này mình từ từ mình lấy kinh nghiệm thôi. Nên bởi sao bây giờ nó có mạng hoặc là có trường lớp mà các bạn biết học, biết là vừa mình học hàn vừa làm nhân viên học quần luôn, thì các thầy những người ta giảng dạy hay là những người trên YouTube này, người ta chỉ cần hay nói kỹ cho mình biết thì mình sẽ biết được luôn. Còn như ngày xưa có khi nhiều bạn cứ tự đi làm, có khi không có ai dạy bảo, mà chỉ đến là người ta chỉ cho mình cách biết hàn và mình cứ hàn được là được. Thì từ từ các bạn cũng lấy kinh nghiệm ra, các bạn cũng sẽ biết được ở đấy nó là như vậy. Đấy, bên này là bằng này, bên này là phần này, phần trăm, đúng không? Có thể các bạn đốt một cái hàn, các bạn cứ biết bên này cháy nhiều, bên này cháy ít, và bên này không cháy, hoặc là bên này ăn, bên này không ăn. Thì sau quá trình một thời gian là các bạn từ cái đấy các bạn sẽ cũng tìm hỏi ra, tìm tòi ra được thôi. Nhưng bây giờ các bạn xem như thế này thì các bạn lại cũng suy nghĩ luôn, bắt buộc các bạn phải suy nghĩ trong đầu. Đúng rồi, ông nếu nói như thế là đúng, bạn nói như vậy là đúng, mình từ đó mình cũng sẽ rút được kinh nghiệm ra luôn là nó được hay không. Đó là các bạn trước khi mới vào hàng, các bạn như vậy làm sao các bạn cứ ngồi một ngày hai ngày mà nào mà đâu cũng thế, thì các bạn cứ lấy cái sắt vụn ra, các bạn cứ ngồi, các bạn chấm, cứ làm khi nào mà các bạn cảm thấy được cứ chấm, cứ cảm thấy ok cứ chấm này, chấm này, chấm này, cảm thấy cái muối hàn nó đều rồi thì lúc đấy mình mới chuyển sang những cái vật dụng của mình làm được, đúng không? Thậm chí bây giờ trước mắt thì các bạn cứ học, các bạn cứ lấy dụng cụ sắt thép như nào bỏ đi, các bạn cứ ngồi chấm làm sao cho khi nào cũng được thì thôi. Chấm cái này thì các bạn thường phải chấm nhanh tay một chút, chấm cái vỏ này, chấm này, 1, 2, 3 chấm này, chấm này, chấm này, thấy không? Chấm này, xong, các bạn chấm xong rồi các bạn gõ đây, các bạn nhìn, nhìn như này là mỗi hàn chấm nó đã được chưa, nó có đạt tiêu chuẩn không, đúng không? Các bạn như thế này là chưa có được này, cái này là mỗi hàm mà mình chấm, chủ yếu là mình chấm cho các bạn để ý nè. Thì mấy bạn hay học xong là các bạn chấm, mình dạy các bạn là coi như chấm là như vậy. Còn đến lúc thì bây giờ nếu mà mình đi vào đúng cái công việc và đúng cái việc mình phải làm rồi thì đương nhiên mình phải chấm nó đẹp. Bây giờ mấy người mới học thì đương nhiên mình chỉ cái chấm này nó như vậy, chấm xong ấy nhanh tay lên một chút, lúc nào nghĩ trong đầu chấm nâng lên, chấm nâng lên, chấm nâng lên. Chứ các bạn cứ để lâu quá thì đương nhiên cái vật dụng nó lủng. Và bây giờ mình chưa biết làm thì mình đâu đã biết được nó cháy cái lực hàn của nó cháy được bao nhiêu phân, nó cháy được bao nhiêu ấy, đúng không? Nó như thế nào là đủ chín và thế nào là chưa chín. Thế khi nào đến lúc mình thành thợ rồi hoặc là mình giỏi rồi thì mình biết là như vậy, là nghe cái điệu hàn thì nghe đến tới đấy là đủ rồi. Chứ mà nếu mà dẫn quá một tí nữa thì nó sẽ lủng. Tiếp các bạn cái này nữa, cái này nó mỏng hơn, cái này cái sắt này nó mỏng hơn cái kia. Mình cũng nhớ nha các bạn, mỗi khi chấm một cái gì đó các bạn cũng xem cái quay hàng của mình nó cháy có đều không. Chứ có nhiều cái nó bị sắt nó mỏng quá mà các bạn vừa mới đưa cái là nó lủng liền, một cái ống nó lủng thì đương nhiên nó sẽ xấu. Mình sẽ chấm bên ngoài trước đi, mình nghe được chưa? Bắt đầu mình mới để bằng đây, mình mới đưa cái này vào mình chấm. Đấy.
mà cũng cái này chấm á các bạn. Có thể bây giờ mình hàn thì cái vật liệu bên này nó dày hơn và cái vật liệu bên này nó sẽ mỏng hơn các bạn, đúng không? Cái này chẳng hạn, thì bây giờ cái ống này nó sẽ dày hơn, ống này sẽ mỏng hơn. Thì bây giờ mình chấm làm sao để cho nó, thứ nhất là nó ăn, và thứ hai nếu mà mỏng hơn các bạn không biết chấm là nó sẽ bị lủng, đúng không? Giả sử bây giờ như thế này, nó như thế này đi, mình sẽ tháo ra mình chấm lại cho các bạn nghe nha. Thì thế này, nếu bây giờ các bạn không biết thì các bạn có thể đặt mối hàn, các bạn sẽ đặt ở bên này, tương đối như thế này, đúng không? Thì nếu các bạn, nhiều bạn không biết hoặc mới học hàn ra thì các bạn sẽ để, nó sẽ để mối hàn không biết thì để giữa này, thì có thể là cái này nó sẽ mỏng hơn, cái vật dụng của cái ống này nó sẽ mỏng hơn và nó sẽ lủng liền. Nhưng nếu mà đến lúc các bạn biết hoặc các bạn sẽ học qua hoặc các bạn, người ta đã hướng dẫn cho các bạn rồi á, thì các bạn lại cách khác. Bây giờ mình hướng dẫn cũng cái ống đó, đúng không? Thì bây giờ mình phải chấm từ cái bên mép này và về cái mép này, tức là mình chấm cái mép này, mình cứ tính bây giờ nó là đi 50-50 đi, nhưng mà mình không chấm 50-50 nữa mà mình phải chấm cái bên này tới 80, cái bên này chỉ 20 thôi, 80, cái này chỉ có 20 thôi. Tức là mình đốt cái khối hàn làm sao, bây giờ mình đốt làm sao bên này nó cháy 80, bên này nó chỉ làm sang tới 20 thôi là nó đủ độ dính rồi. Chứ nếu các bạn cùng 50-50 thì cái thằng này dày hơn và cái thằng này mỏng hơn là nó sẽ bị lủng cái này này, nó bị lủng cái này liền, nó sẽ đất liền, đúng không? Bây giờ mình chấm thử các bạn coi nha. Bây giờ là mình chấm 50-50 này. Đấy, thấy không? Các bạn thấy lủng toi rồi, thấy có lủng không? Nhất khoát nó sẽ lủng. Như các bạn biết và các bạn sẽ học qua như thế này rồi thì các bạn sẽ chấm. Các bạn sẽ chấm cho mình thế này. Tức là cái nửa bên này, cái bên lúc nãy mình nói là bên 80, bên 20 nha, thì các bạn bên này các bạn chấm 80. Đó, chấm 80. Thấy không? Thì đương nhiên nó sẽ ăn rồi, nó sẽ không được. Nó sẽ không được. Cái phần bên này nó dày hơn mà. Mình chấm bên này nhiều hơn là sao chân. Vừa đủ cháy phát bén sang bên này một cái, từ đây nó sang đây một cái là nó đủ độ dính rồi. Đó. Mà các bạn thấy như cái mối hàn này của mình nhá, hàn đầu tiên nhá. Tại mình cũng mãi hướng dẫn các bạn, đâm là mình hàn cái mối hàn, các bạn thấy không? Bây giờ mình gõ thử cho các bạn coi nhá. Các bạn coi này, tại vì nãy mình thấy cái mối hàn mình cháy bên này nó cháy nhiều, mà bên này nó cháy sang đây nó cháy từ từ, không bắt đầu nó cháy rồi nó nguội chậm nữa là đương nhiên nó sẽ không ăn này. Đấy, đấy các bạn thấy không, thấy kỹ không, các bạn thấy kỹ không nè, nó chỉ ăn có một tí là ăn cái lần thứ hai thôi nhá. Cái lần thứ hai của mình chấm là nó mới ăn nhé các bạn, cái lần thứ hai của mình chấm là nó mới ăn. Cái lần thứ nhất mình chấm là nó sẽ không ăn, lần thứ hai mình chấm nó mới ăn một chút này này. Đấy, 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 các bạn thấy không, còn lần này này là nó tắt đi, nó tắt tự nhiên, nó tắt chậm cái ở bên này thì nó tắt nhanh, đúng không? Đủ nó tắt nhanh, còn bên này nó không ăn, nó tắt chậm. Phát thứ nhất mình chấm là các bạn thấy nó to hơn. Phát thứ hai mình chấm đây này, phát thứ hai nó mới truyền sang đây được ít này. Thứ nhất mình chấm là nó sẽ ăn bên này và nó sẽ nguội bên này, nó nguội chậm lắm, nó từ từ tắt giống như dần dần nó giống như cái mặt trời từ từ xuống á. Đấy. Cái này là các bạn thấy không? Nên ăn là cái mối hàn có thể vừa đã to vừa dày rồi mà cuối cùng mà còn không được bán mấy. Thế nên các bạn nhớ kỹ này vậy nhé. Tức là hai cái vật liệu, một cái là mỏng, một cái là dày. Cái dày cái mỏng thì đương nhiên mình phải chấm làm sao cho nó đúng. Tức là cái này dày thì mình chấm nhiều hơn, chấm tới 80. Tức là cái độ cháy của nó 80, cái này chỉ cháy có 20 thôi, mà cháy 30 thôi để cho nó bén sang mà vừa. Chứ có các bạn cùng hai cái mà cái nào cũng 50-50 thì đương nhiên cái vật dụng này nó mỏng hơn, nó sẽ lủng. Ha. Clip của mình hướng dẫn các bạn, còn các bạn nào đang muốn hàn và đang muốn học hàn, các bạn hãy theo dõi clip của mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nhiều cái chi tiết hơn. Và hôm nay các bạn học qua như thế này đấy rồi, đã biết rồi. Và bây giờ các bạn muốn hàn thì các bạn cứ thích hàn, các bạn cứ theo dõi clip của mình. Clip của mình là CTV Vlog ha.
Rồi, bây giờ mình xin chào các bạn, hẹn các bạn. Nếu các bạn cảm thấy ưng, các bạn cảm thấy thích thì các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và các bạn cho mình một like. Rồi, bye bye, chào các bạn nha.